Chào cả nhà, xin chào nhà Nga, lại quay lại với cái hành trình làm đẹp của dược sĩ Nguyễn Thúy sau sanh ba đứa con nha. Và ngày hôm nay là hành trình ngày thứ hai của em. Hôm qua em uống ngày thứ nhất cái cốm này rồi nha mọi người ha. Ngày hôm nay là ngày thứ hai hành trình của em đây. Em sẽ đo lại số đo sau khi ngày hôm qua một ngày em đã sử dụng cái cốm nào này nhé. Vòng em của em là 84 mọi người ha. Để em đo cho mọi người. Kinh khủng thật đấy. Và 60kg mọi người ạ. Em lên tới 11kg. Vòng eo của em vẫn bữa nay 84.5 nè. 84.5 nha. Vòng mông và vòng ngực thì khỏi đo rồi. Ghê quá mọi người nha. Ngày hôm nay là em lại pha tiếp cái cốm của em với đây mọi người ha. Cốm nào nha. Đúng hai gói như cũ ngày hôm qua, hai gói. Buổi sáng trước khi ăn 30 phút. Đây mọi người. Em thấy nó dễ uống lắm mọi người. Cái cốm này nè. Cốm này với cái màu của nhà em á, là phải dùng chung nha mọi người. Cái màu này nè, mình pha chung mình uống, có nghĩa là pha một ly này với một ly này luôn. Nhưng bây giờ là em sẽ pha cái cốm này em uống trước nha. Em uống trước xong rồi tí nữa em sẽ pha cái mầm ha. Rất là dễ uống mọi người ạ. Như trà chanh đó mọi người. Em uống trà chanh rồi chứ em uống trà chanh nhiều rồi. Em cảm giác bị như trà chanh vậy. Thấy mọi người dễ uống lắm. Và bây giờ là em sẽ pha hai gói mầm này nha. Mầm ngũ cốc nao luôn ha. Nó mà làm bằng từ gạo lứt các mọi người, nó sẽ có hàm lượng calo rất là ít. Và nó làm cho mình cái quá trình mình đã sử dụng cái cốm rồi á, là nó sẽ hạn chế cho mình giảm cái cảm giác thèm ăn hơn. Thì em pha cái gói của cốm này nè để em dùng. Thì em pha cái gói cốm này để em dùng trong cái thời gian em ngồi em làm việc hay làm gì em cứ nhâm nhi như vậy luôn á, để nó đỡ bị là kiêng ăn tuyệt đối hoàn toàn đó mọi người. Đấy, bây giờ là em đổ nước vô trong cái ly ngũ cốc này của em nhé. Rất là dễ uống mọi người ạ. Thường là phải uống cùng luôn hai thứ đó mọi người. Cứ uống cốm xong rồi uống mầm luôn á. Nhưng mà em cứ ngồi làm việc cả ngày, thay vì mình sẽ nhâm nhi cà phê hay là đồ gì á thì em sẽ dùng cái ngũ cốc này luôn. Rất thơm mọi người ạ, rất thơm. Nó sẽ không thường là những người họ uống cốc họ sẽ thích bỏ thêm chút đường hay là chút sữa gì vô cho nó ngọt đúng không ạ? Nhưng mà em giảm cân em sẽ không bỏ gì hết. Tất cả những người uống cốc và gạo lứt ở trong này em sẽ không bỏ gì hết. Em cứ ngồi đây em làm việc em nhâm nhi. Rồi hẹn mọi người trong cái video ngày mai, hành trình ngày mai của em ngày thứ ba để sử dụng cốm nhé. Rồi xin chào mọi người.